Rồi, hát bài kế đi. Có bài nào không? Mời cô gái lên sân khấu nha. Nó đợi con gì? Con ơi, hãy đợi mẹ, hãy về bên mẹ. Trời lạnh lắm, sao mẹ không đi nghỉ? Mẹ ơi, mẹ hãy quên đi, đừng dại dò lương tâm mẹ nữa. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra hơn 20 mấy năm rồi. Ngày con bé thơ mới học lớp rồi, cha mẹ cãi nhau rồi đưa nhau ly dị. Cha say rượu tối ngày nhưng dần lấy nuôi lần bên mẹ cha. Rồi bóng một ngày con mất đi tất cả. Con nói mẹ nhớ nhà, con nói mẹ nhớ nhà.
về với mẹ đi con ngàn trào vô, nhưng mà thấy chim chào rồi cái sao mà nó bị ẩn không thấy, gọi tên chị mà không thấy. Giờ có chị không có em cũng hát diện bài nha. Cảm ơn cái này cô Vũ cho chị Quỷ Hồn chị em nha.